ngon bóp. Trứng hộp á. Chia. Bớt cá nữa ngồi nữa. Sủi cam hả? Sủi cam cả nhà. Cái này bị lỡ tay á cả nhà, lỡ tay là mình đốt, mình phơi khô của mình đốt lên, cái mình rứng cái bột nó lên chỗ lỡ đó nó làm cho nè. Hay đi, hay đi. Mà bị viêm tay là đổ vô đốc đang đổ vô là con này mà bị lỡ tay cái này tay của mình lỡ phơi khô cái mình đốt mình đổ chút xíu vào giường nữa. Quá mẹ quá mẹ. Siêu chưa? Nè, siêu chưa? Rồi, giờ chơi đi. Yeah.